bên cạnh kỹ thuật canh tác hợp lý từ gieo xạ đến khi lúa bước vào giai đoạn sinh sản cần làm gì để giúp lúa nảy mầm mạnh bám đất nhanh có đồng to giảm chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận để giúp cây lúa có được đồng to ngay từ khi chuẩn bị gieo xạ đòi hỏi hạt giống phải nảy mầm mạnh có sức sống cao nhanh chóng bám đất và phát triển mạnh mẽ plasti tăng cường sức sống Sử dụng Plasti chuyên dùng xử lý giống ở thời điểm lúa vừa nứt nanh sẽ giúp lúa ra mầm và rễ mạnh tăng 0,4mm chiều dài rễ mầm chỉ sau 12 giờ xử lý. Rễ mầm dài giúp cây lúa sau khi gieo xạ bám đất nhanh, hạn chế đùng giống do mưa, đồng thời giúp cây mạ tăng trưởng mạnh mẽ, thân mạ mập và cao, vượt trội hơn thông thường trung bình 1cm ở thời điểm cây lúa 10 ngày tuổi. Sẽ có bộ rễ phát triển mạnh, nhiều rễ trắng, nhiều lông hút, số lượng rễ tăng 15% khi lúa được 20 ngày tuổi. Cũng tại thời điểm lúa đẻ nhánh, sử dụng bổ sung Plasti tăng cường sức sống dạng phun cho lúa sẽ không chỉ giúp cây lúa tăng sức đề kháng đối với bệnh vàng lùng nhờ tác dụng hạn chế 30% mật số rầy nâu gây hại trong điều kiện dịch rầy tấn công, mà còn giúp tăng 5% số chồi hữu hiệu trên 1 mét vuông, góp phần trực tiếp vào việc tạo ra đồng to cho lúa bước vào giai đoạn sinh sản. Giai đoạn lúa làm đồng xử lý plasti tăng cường sức sống, còn giúp cho lượng dinh dưỡng trong cây được tích lũy tối đa để nuôi đồng, đồng thời giúp bà con tiết kiệm được 20% tổng lượng phân bón đạm, lân, kali cho cả vụ. Đồng lúa to, khỏe là tiền đề cho lúa trổ thoát nhanh, lúa trổ tập trung và tăng cường thụ phấn của hạt lên đến 7%. Điều này sẽ góp phần tăng năng suất chất lượng hạt về sau. Theo tôi thấy phun plasti này đó thì hôm nay thì lượng phân bón tôi giảm cũng được ở khoảng từ 15 đến 20 lượng phân bón mọi vụ thì mọi vụ trước thì tôi giải 16 kg giờ tôi giải được có khoảng là 13 kg à, tôi phun ti tăng cường vào cái giai đoạn lúa khoảng 45 ngày đến cái giai đoạn mình bón phân đón đồng thì cái để lúa nó tốt Dĩ nhiên là nó sẽ ăn được nhiều phân trong đất trong khi lúa tôi phân quá đồng đó tôi có xử lý lít tì. cái rễ lúa tôi nó rất dài và nó ra nhiều lông hút để nó hút dinh dưỡng để nó nuôi cái đồng cái đồng nó to sau này lúa nó được nhiều hạt và cái lá lúa đồng nó rất xanh và thẳng đứng rất đẹp tóm lại sử dụng plasti tăng cường sức sống dạng chuyên dùng xử lý giống sẽ giúp tăng cường sức sống mầm và rễ sử dụng plasti tăng cường sức sống dạng phun xịt vào ba thời điểm lúa đẻ nhánh làm đồng và trổ lát đác sẽ giúp tăng 20% số lượng rễ tăng sức đề kháng đối với bệnh vàng lùng, tăng khả năng thụ phấn 7%, đồng thời giúp giảm 20% tổng lượng phân bón cho cả vụ. Từ đó, giúp bà con nông dân tăng lợi nhuận trung bình 2 triệu rưỡi trên 1 hecta nhờ tác dụng tiết kiệm chi phí và tăng năng suất mà Plasti mang lại. Plasti tăng cường sức sống, sức mạnh sinh học, tân thành cho năng suất xanh.